Công an huyện Mê Linh giải cứu 6 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ KH Mê Linh, Hà Nội đã giải cứu thành công 6 người mắc kẹt trong đám cháy xảy ra ở xã Đại Thinh, huyện Mê Linh. Theo đó, khoảng 4 giờ 28 phút ngày 74, một vụ cháy đã xảy ra tại một nhà dân thuộc khu 5 thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Nhận tin báo từ người dân và trung tâm thông tin chỉ huy 114, Công an thành phố Hà Nội, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Mê Linh điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai đội hình dập tắt đám cháy. Khu vực cháy được xác định là khu bếp, rộng khoảng 4m². Đến 4 giờ 35 phút ngày 7 tháng 4, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình cứu hỏa, lực lượng chữa cháy đã đồng thời hỗ trợ di chuyển, hướng dẫn thoát nạn, giải cứu 6 người trong gia đình mắc kẹt từ tầng 4 xuống tầng 1, thoát nạn ra ngoài an toàn.